Và mọi người cũng thấy thì rất là đặc biệt đúng không? Đây là một cái bình trà rõ ràng nè. Còn đây là một cái ly trà nè. Đó, một cái tách để mà mình uống trà đó. Hay ha, và có cái vòi luôn nè. Cái bình nè, cái nắp nè, cái nắp có hai tầng luôn. Còn đây là cái quai nè. Một cái bình trà khổng lồ. Một cái bộ sofa bằng cây kiển, hoàn toàn tự nhiên mình có thể ngồi luôn. Ô, ngồi được luôn. Rất là chắc chắn, có điều hơi đau đít chút thôi. Hả cô? Dạ. Ở đây còn độc hơn nữa nè. Đây là một cái con nai. Và Nhân nghĩ cái con này thì chắc là tạo hình khó hơn, bởi vì những cái sừng của nó đó. Có một cái con này rất là dễ thương nè. Đây là con heo. Con heo này chân dài quá. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Nhân. Hôm nay thì Nhân có dịp đi ngang qua Thành Công ở Gò Công Tây, Tiền Giang nha cả nhà. Và khi đi ngang đoạn đường này thì Nhân biết được nơi này có một cảnh rất là độc lạ và rất là đặc biệt luôn. Cho nên Nhân sẽ dừng đây chia sẻ với mọi người. Nhân đã từng xem được những hình ảnh ở trên mạng xã hội á, về một cái con đường dẫn vào nhà của một người nông dân mà được trang trí bằng cây kiển cực kỳ đẹp luôn. Và hôm nay thì Nhân đang có mặt ngay tại đây luôn. Đó, cả nhà có thấy không? Đây là một cái con đường để dẫn vào nhà, một cái căn nhà của một người đàn ông. Thì Nhân có nghe nói chú là tên là chú Dũng ở trong kia kìa. Và mọi người cũng thấy thì rất là đặc biệt đúng không? Một con đường dẫn vào nhà và hai bên là rất là nhiều những cái tiểu cảnh bằng cây cảnh như thế này nè. Và những cây cảnh thì được tạo hình cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ như đây có một cái con vật nè, như là con hu nè. Con hu, con nai nè. Đó, cái này là một cái lục bình, tức là một cái bình hoa để trưng hoa ở nhà mình đó. Rất là giống, rất là đẹp đúng không? Và một chút nữa Nhân sẽ cận cảnh vào từng cái loại cây này. Còn bây giờ thì mình cũng phải vào trong nhà để mà mình xin phép chủ nhà trước, để xem là chú Dũng hay là người thân có nhà không. Mình xin phép mình quay cái đoạn video này, mình chia sẻ cái cảnh về một cái con đường kiển độc nhất vô nhị này cho mọi người cùng xem ha. Dạ thưa cô. Cô ơi cho con xin phép con chụp hình, con quay cái vàng kiển được không? Được, con quay đi tự nhiên. Dạ. Dạ. Con ở Bến Tre qua. Dạ. Tụi con ở Sài Gòn nhưng mà về quê chơi á. Rồi nghe ở đây đẹp quá xin vô quay. Quay đi con. Dạ. Quay tụp chụp hình tự nhiên không có gì á. Dạ. Ủa cô là chủ luôn đúng không? Cô là chủ trong nhà nè con. Dạ. Còn có chú Dũng nữa là chồng cô hả? Chú Dũng là chồng cô. Chú Dũng hôm nay đi làm rồi con. Đi làm đất mà ruộng. Dạ. Vô cho con hỏi chút ít đi, là những cái này là làm lâu chưa? Nay là vừa trồng hồi nhỏ với lớn này là cả chục năm rồi đó con. Chục năm rồi? Chục năm rồi đó. Cũng như mình làm thành hình thì mới mấy năm nay thôi. Nhưng mà mình trồng hồi nhỏ á, trồng nó bự lên rồi bắt đầu đủ hình mình mới vô cây. Vậy hả? Vô cây. Mấy cây ngoài đó là cây gì vậy? Cây mai chiến thủy với bông trang. Vô mấy như lục bình là mai chiến thủy đó. Lục bình mai chiến thủy với lại bông trang. Hai loại. Là cô hay là chú Dũng làm? Chú Dũng cô phụ. Vậy là chú Dũng là nghệ nhân đúng không? Không có, như bình thường như người dân mình mà cơ chú như khéo tay con. Hay quá. Tại vì tụi con coi thấy đẹp quá cho nên xin phép tới chia sẻ. Cái video chia sẻ cho mọi người biết. Rồi chú làm mất bao lâu mới được một cái cây như vậy hả cô? Cũng lâu lắm đó con. Làm nồng rồi xong hết rồi mới vô cây rồi cắt tỉa. Hôm nay tính cắt nữa mà lu bu xả quá chưa cắt, thành ra cây nó còn cứ chưa không được mướt đó. Rồi nay chú đi đâu rồi? Đi ra ruộng là con sửa đất đừng xả.
xả lúa. Vậy là chú làm chơi thôi chứ không phải là làm nghề kiểng hả cô? Cô cũng như chú thấy người ta làm thì chú ham về coi trong điện thoại đó, lên điện thoại thì bắt đầu làm ra. Mà tự tự làm, tự uống nồng, tự làm luôn á. Hay dữ vậy ta. Chứ không có đi học gì đâu á. Dạ. Tự ở nhà thôi đó chứ không có đi học ở đâu á. Mà con đi từ ngoài con vô tới đây thì con thấy ở đây cũng có quá trời cây luôn nè. Dạ, cây nhỏ 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 vậy chú cũng tạo hình đó. Chú cũng tạo hình mấy cái bụi đó con biết sao, mà giờ gần Tết rồi thôi để chơi vậy chứ qua Tết rồi xong mới đầu mới cắt lại làm nón lá. Dạ. Biết sao giờ mình cắt thì để tới Tết không có bông. Dạ. Thành ra để chơi cho rồi qua Tết á thì mới cắt làm nón lá được, cái giờ cận Tết này mình để cho có bông cho nó đẹp. Giờ này chưa chứ lối hôm mấy cái bông con thấy đỏ rồi đó. Vậy tổng cộng là bao nhiêu cái tạo hình như vậy hả cô? Nguyên một cái dải ngoài đó đó. Ở ngoài đó là như 20 cái lục bình. Còn con thú là coi 2 con nai, 2 con heo là 4 rồi, với 2 con công là 6. 2 con chuột nó là 8. 8 với con ngựa là 9, con dê là 10, với con gà là 11. Ở với 2 con trâu nữa. Dạ. Là 13. Vậy là đủ giáp, mấy con giáp luôn không? Là 13 con. Cô tên gì? Tên Vân con. Dạ cô Vân ha. Còn Vân. Chú Dũng là chú chồng. Chú Dũng là chồng. Hay quá, chú khéo tài quá. Rồi khi mà làm được như vậy rồi người ta có lại người ta hỏi mua hay là ta nhờ chú làm không cô? Có con cũng có kêu đặt rồng rồi với con chim chích chè rồi đó. Thì chú cũng làm luôn. Chú làm luôn. Hổm mới giao hết ráo là 8 con rồng làm cho người ta. Là làm tại nhà người ta hay là mình ở đây? Làm tại của mình, đem vô trồng giao là mình vô cây vô cho người ta luôn. Rồi chích chè rồi người ta cũng đặt cho làm đó. Vậy ha. Còn mấy cây ở đây là mình để chơi thôi. Để cũng chơi mà cô cũng bán nữa. Vậy hả? Cũng bán nữa. Dạ. Cũng như ai được thì cô cũng bán. Bán xong là mình làm lại cái khác. Làm cái khác. Mình làm cái khác cho mọi người tham quan. Mọi người tham quan con biết đông lắm. Nhưng mà có vàng bông này cái mình khỏi cần mua bông chơi Tết luôn. Có sẵn hết rồi. Dạ. Giờ cô cũng tính đi ra nè, sửa sẵn đừng bắt ống vô tưới nè. Tưới hả? Giờ cô cũng tính sửa sẵn ra đừng tưới nè. Dạ rồi vậy con xin phép con quay ngoài kia. Cô cứ tưới đi. Không có thì có con gì cứ không biết quay thì đi. Con hỏi cô thêm. Cảm ơn cô rồi, nhiều. Rồi, dạ cảm ơn cô Phương. Con ra quay đi, quay tự nhiên luôn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Bây giờ thì Nhân đang quay trở lại đầu của con đường này để Nhân bắt đầu Nhân chia sẻ cận cảnh về từng cái cây kiểng ở đây cho mọi người được biết ha. Thì ngay từ cái đường vào này nè thì mình đã thấy là có một cặp bình, có lẽ là bình trà, Nhân đoán không lầm thì là bình trà. Những cái cây này thì hiện tại chú Dũng chưa có tỉa cho nó gọn lại, vẫn còn đang dưỡng hay sao đó, cho nên là những cái mầm nó ra khá là chi chít á, cho nên là mình nhìn nó không có được một cái cách là sắc sảo lắm, nhưng mà mọi người nhìn thì cũng rất là hay rồi. Đây là một cái bình trà rõ ràng nè, còn đây là một cái ly trà nè, đó, một cái tách để mà mình uống trà đó, hay ha. Và có cái vòi luôn nè, cái bình nè, cái nắp nè, cái nắp có hai tầng luôn. Còn đây là cái quai nè, một cái bình trà khổng lồ. Và đây là cây mai chiếu thủy. Cây này thì ở nhà Nhân ở quê đó, thì ba Nhân cũng có trồng. Và khi mà ba trồng thì chỉ lên được những cái tầng giống như là những cái cây bonsai bình thường thôi. Chứ còn để tạo hình như thế này thì quả thật là phải nói là rất kỳ công và rất khó. Đặc biệt là theo như Nhân quan sát thì cái cây mai chiếu thủy này cũng phải to, có một cái độ tuổi nhất định thì mình mới tạo hình được như vậy. Chứ còn nếu không thì nhỏ nhỏ thì mình cũng không có tạo được như thế này nữa. Một cái tách rất là rõ nét luôn. Đặc biệt Nhân thấy hay nhất của cái cây này là cái vòi nè. Mình nhìn uốn lượn cong cong như một cái vòi vôi vậy đó. Hình như là ở đây có cố định bằng những cái lõi sắt á. Đó, như vậy thì cái cảnh đầu tiên đó là một cặp bình trà ha. Bên này cũng y chang như vậy luôn. Thì xen giữa mỗi một cái cây kiểng như vậy á, thì sẽ có thêm một cái cây hoa, đó là cây hoa trang. Cây hoa trang thì Nhân thấy là không có tạo hình, chỉ là trồng tự nhiên như vậy thôi. Nhưng mà để điểm xuyết một cái sắc đỏ vào cái dàn cây này thì nó cũng hay. Sau khi mình qua khỏi hai cây hoa trang này thì mình lại tiếp tục thấy có thêm một cái cặp lục bình nữa. Chiều cao của cái cặp lục bình này thì thấp hơn cái bình trà một tí xíu. Và nó khoảng
Nhân nghĩ là hơn 1m8 một tí. Bởi vì Nhân là khoảng 1m8 mà cái cây này cao hơn Nhân, như vậy thì nó phải khoảng 1m85 á. Nhưng mà hay ha, mình nhìn y chang như một cái lục bình thiệt vậy đó. Ở đây còn độc hơn nữa nè, đây là một cái con nai và Nhân nghĩ cái con này thì chắc là tạo hình khó hơn. Bởi vì những cái sừng của nó đó, chú Dũng thì vẫn còn đang trong giai đoạn tạo hình. Tức là có những cái lỗi như thế này nè, để cho cây có thể là nó bò theo rồi mình uống nó theo cái lỗi sắt này. Thì mới tạo được thành hình một cái sừng. Đó, như cái sừng bên này là trọn vẹn hơn nè. Hay ghê ha. Đây là một cái con hưu mà cái sừng rất là cao luôn. Còn chỗ này nở bông ra mình nhìn như con mắt vậy đó. Có cả miệng đàng hoàng nữa nè. Đó. Nhân thì không có rành về việc tạo hình cây kiển lắm. Mình thì không có phải là người ở trong nghề, cho nên là mình cũng không rõ cái cách tạo hình này là nó khó hay là nó dễ. Thì có lẽ là những người ở trong nghề khi xem video này thì sẽ biết. Nhưng mà với một người bình thường như Nhân thì Nhân thấy để làm được như vậy rất là kỳ công. Thì những cây mà được tạo hình đa số ở đây đều là cây mai chiếu thủy. Tiếp tục là một cặp lục bình nữa. Vào đây thì còn nhiều những cái cặp lục bình khác. Có một cái con này rất là dễ thương nè. Đây là con heo. Con heo này chân dài quá. Và có một cái đuôi cũng dài nữa. Vậy thì những cái con này không phải là 12 con giáp mà là... Tại vì ngoài kia Nhân thấy có con hưu rồi thì nó không phải rồi. Còn đây tiếp tục là con heo. Con này thì xum xuê hơn, có vẻ mập hơn. Con này thì có phần ốm hơn một chút, cái bụng hơi hớp. Con này bị thiếu ăn rồi. Nhưng mà chú Dũng làm một cái rất là hay, đó chính là cái phần miệng á. Nhân thấy thay vì mình làm một cái con vật nó quá khó đi, mình có thể là mình làm cái phần này thành cái mũi bình thường thôi. Nhưng mà chú thì tinh tế tới từng cái đường nét luôn, cho nên là làm cả cái miệng nữa. Và những cái cây mai chiếu thủy này chưa phải là lúc trổ bông nhiều nhất. Bởi vì những cây này mà khi nó trổ bông nhiều á, mình nhìn nó trắng hết à, đẹp lắm. Và cạnh bên cái con đường kiển này á, là hai bên thì đều là đồng ruộng xanh mướt luôn. Một cái khung cảnh mà mình phải nói rất là bình yên, đúng chất là một vùng quê miền Tây. Một cái con đường á, mà dẫn vào nhà mà nằm giữa ruộng như thế này thì mình nhìn là mình đã thấy thích rồi. Gió thổi bình yên mát mẻ như vậy rồi, mà khi mà có thêm cái hàng cây kiển độc lạ này nữa thì phải nói là dù nếu như nhà Nhân mà có được như vậy thì thực sự là chỉ muốn về nhà thôi. Đi đâu xa chỉ muốn về nhà mình và ngắm cái cảnh bình yên cây cối này thôi. Nhiều quá. À, Nhân vừa bỏ sót qua một cây bông trang tạo hình. Thì cây này là tạo hình của một con công, nếu như Nhân đoán không lầm. Con công này thì cũng chưa có hoàn thiện lắm. Bởi vì... cái cây bông trang nó chưa có mọc phủ đi cái sườn, cho nên là mình còn thấy cái sườn khá là nhiều. Cái phần đuôi này cũng bắt đầu đẹp rồi nè, chỉ còn có một khúc ở trên nữa là sẽ thành một cái đuôi quạt rất là đẹp. Khi nãy thì cô Vân, tức là vợ của chú Dũng á, là người đã tạo hình nên cái dàn cây này, thì có chia sẻ là cũng mất khá nhiều thời gian để có thể làm nên được một cái tiểu cảnh cây kiển nhỏ nhỏ như vậy. Và để chăm sóc thì có lẽ cũng tốn nhiều cái công sức. Bởi vì như bây giờ có lẽ là để tưới hết cái dàn cây này thì cô Vân phải dành ra cả một cái buổi sáng. Như bây giờ thì cô bắt đầu tưới nè, có lẽ tới trưa mới xong. Bởi vì tưới từng cây từ trong nhà dài ra đến đường thì cũng dài. Con đường này Nhân nghĩ là kéo dài khoảng 200m. Ở đây có thêm hai con heo nữa nè, nhưng mà hơi ốm.
Ủa, không phải con heo, con này là con nhìn giống như là cái mũi của con chuột hơn á, nhọn nhọn nè. Chắc là con chuột. Con này không biết con gì luôn. Khi nãy thì từ bên trong nhà bước ra, Nhân thấy có nhiều cái cây nó độc lạ hơn những cái cây ngoài này nhiều. Cây ngoài này thì chủ yếu là lục bình và một vài con vật thôi. Bây giờ Nhân tiếp tục vào trong ha. Cây này cũng chưa tạo hình xong, Nhân nghĩ là cũng là con hu gì đó. Con hu con nai nhỏ nhỏ. Còn đây là một cặp trâu ha. Một cặp trâu, à, một cặp trâu mà lại có cả người để kéo cài nữa. Mọi người nhìn được không ta? Đây là hai con trâu nè, với hai cái sừng. Đây là một cái cài, một cái hình ảnh quen thuộc của người nông dân miền Tây. Con trâu cái cài đi làm ruộng. Cái cài thì kéo dài đến phía đằng kia và có một người đang đội một cái nón lá. Tay thì cầm một cái cây roi để dục hai con trâu đi tới. Rất là kỳ công luôn. Đây là con người nè. Còn phía này thì có một con rồng khá là dài. Chắc cũng phải khoảng 7-8 mét gì đó. Cái đầu con rồng nằm ở phía kia. Còn đây là cái thân. Cái đuôi ở đây. Còn đây là một cái tiểu cảnh cực kỳ đặc biệt luôn. Có thể nói là độc nhất ở trong cái vườn kiển này. Đây là một cái bộ sofa. Có cả cái đôn phụ nữa nè. Y chang như một bộ sofa thiệt luôn. Và ở đây là một cái bàn. Trên bàn thì có hai cái tách trà, một cái bình trà. À, có bốn tách trà luôn. Bên kia còn một cái đôn nữa. Cái này đâu có ngồi được hả cô? Ngồi được á. Ngồi được luôn hả? Ừ. Vậy để con ngồi thử luôn. Ồ. Oh. Một cái bộ sofa bằng cây kiển, hoàn toàn tự nhiên mình có thể ngồi luôn. Ô, ngồi được luôn. Rất là chắc chắn, có điều hơi đau đít chút thôi. Hả cô? Không biết sao, mình tỉa hoài á, có nó có cây nó cứng cứng lên á. Dạ. Ngồi nó hơi đâm mông một chút, nhưng mà ngồi rất là chắc chắn luôn nè. Nhưng mà mình có lẽ là cũng hạn chế, mọi người tới đây ai cũng ngồi sợ cây nó hư. Mình ngồi cho biết thôi. Còn đây là cái đôn, một cái đôn nhỏ. Cũng có thể ngồi được luôn. Nhưng mà cảm giác nó hơi yếu hơn so với cái sofa này. Rồi bây giờ thì mời mọi người là mình sẽ rót một ấm trà. Đó. Đây, rót vào đây uống. Rất là hay luôn. Ngày này tại hồ hộp nó có bông quang đợt rồi nè. Hộ bông đẹp lắm. Nay nó quang đợt cũng chắc này bắt đầu sẽ chặt tết rồi. Nay nó rụng bông hộp đỏ rồi đó luôn. Dạ. Nay nó rụng bông rồi nè. Hiện tại thì cô Vân đang tưới. Có lẽ mất cả buổi sáng cô mới tưới hết cái này hả cô? Con. Dạ. Đó giờ cái trong nhà cũng phải buổi sáng mới có rồi. Đúng rồi. Ở dưới mùa mưa thì mình tưới nó ở dưới khỏi phần tưới mùa nắng là phải tưới trên lá vậy nè. Dạ. Để cho nó mát. Có buổi sáng. Đây cũng là một bộ sofa luôn. Ừ, một bộ luôn. Mà cái này không có bông đẹp lắm. Dạ. Nó tết nè. Giờ bắt đầu nó rụng chập này là chập sau nó là tổ lên tết. Này khác cái là bằng bông trang, bên kia thì bằng mai chiếu thủy. Nó không con hỏi là bên chị không? Dạ, lát hồi chợ. À. Nó cho bên vô tới chị coi. Dạ dạ dạ. Tết gì coi nha. Dạ tên Nhân Chứng Channel. Hả? Nhân Chứng. Nhân Chứng hả? Dạ. Để chương dâu cô ra nói hơi lắc quên luôn. Dạ dạ.
nó kêu vô ra nó biết. Chứ gặp cô nói vậy lát này tỏ vô là quên thuốc rồi. Ủa rồi cái công việc chính của chú thì là vẫn đi làm ruộng hả cô? Con đi làm ruộng nè, ruộng nhà vô trong đó nè. Ruộng nhà, à. Làm ruộng rồi bắt đầu làm ruộng nhà mình xả xong rồi kia rảnh là về đây trên này làm ba kiểu này. Dạ. Làm mần cỏ hoặc tỉa cây gì đó đó. Nếu như cây mình vô đủ thì mình cắt không à. Cắt là cắt cũng phải mấy ngày á, tỉa mấy ngày mới rồi á. Dạ. Đây ra ngoài. Còn bông trang thì mình ít có tỉa hơn, ít có cắt hơn. Còn bông mai thì không cỡ gì mà biết đón có nhiều ngày là cắt lần. Dạ. Con nghĩ vào cái dịp Tết đó thì người ta thường sẽ trang trí nhà bằng cây cảnh rồi đó. Thì con nghĩ là trong những ngày cuối năm này người ta cũng tìm tới đây. Người ta tham quan là một, mà người ta có thể là tìm mua là hai nữa nè. Hoặc là đặt hàng chú nè. Dạ. Còn dài qua phía này luôn nè. Cái đó là hai con rồng. À bên này có con rồng nữa nè. Đây là một cái bình trà với cái kích cỡ nhỏ hơn. Bình trà này kích cỡ nhỏ. À, chú Dũng thì đang tạo hình một cái đặc biệt hơn tất cả những cái còn lại nữa nè. Đây là một cái bàn. Đây là cái bàn tròn với 1, 2, 3, 4, 5 cái ghế ngồi. Và khi nhân hình dung ra, khi mà cái cây nó phát triển lên để tạo hình thành cái bộ tiểu cảnh này thì sẽ rất là đẹp. Như vậy thì cái cách để mà tạo hình này thì Nhân thấy là cũng đơn giản ha, cũng cơ bản. Tức là mình làm một cái khung, sau đó mình cho những cái cây nó sẽ phát triển trên đó và mình sẽ buộc, mình cố định nó. Và tất nhiên thì cũng cần một cái đôi bàn tay khéo léo với lại là một cái đầu óc sáng tạo nữa. Nhiều quá, còn dài qua đây luôn. À, đây là lại thêm một cái tiểu cảnh nữa nè. Đây là một cái bàn, một cái bàn dài. Một bàn dài cũng có bình trà luôn nè, cũng có những cái ly uống trà nè. Bên kia còn một bộ nữa, như vậy là hai bộ. Cũng là đang trong quá trình hoàn thiện thôi chứ chưa có được đẹp lắm. Nhưng mà Nhân thấy những cái công đoạn mà làm nên những cái khung này cũng kỳ công quá ha. Rất là kỳ công. Phải kết từng cái chi tiết nhỏ, từng cái khung nhỏ nhất á. Ví dụ như cái ấm trà này thì sẽ kết bằng những cái thanh sắt đi lên, sau đó là có những cái thanh sắt tròn xung quanh như thế này nè, từng khoanh, từng khoanh, từng khoanh. Và mình cũng phải có cái óc tưởng tượng lắm thì mình mới hình dung được là nó sẽ làm nên một cái khung như thế nào, bắt đầu từ đâu. Trong kia có một cặp lục bình cao ngất luôn. Vào chậu sẵn rồi, Nhân nghĩ là vào chậu này thì chắc là sẽ cho người ta dễ mang đi á. Tức là khi mà mình bán á, cái người ta dễ mang đi. Bên này thì có một thêm một cái cặp ấm trà nữa. Thì ở ngay phía trước cửa nhà của cô Vân với lại chú Dũng thì cũng có nhiều những cái cây bông trang. Những cây này thì cũng được tạo hình cơ bản. Ví dụ như này cũng là một cái ấm trà nè. Nhưng mà có lẽ là chưa có cắt tỉa cho nên mình nhìn nó không rõ nét. Nhưng mà những cây này thì đang ra bông rất là đẹp. Bông nhiều hơn hẳn so với những cái cây ở phía ngoài. Nhà mà có một vườn cây kiển như thế này thì Tết mình chụp hình nó cũng đẹp nữa. Và mình trang trí luôn, mình khỏi cần phải mua thêm hoa gì hết. Dài tới ngoài sau luôn. Và mọi người thấy thì căn nhà của chú Dũng cũng là một cái căn nhà làm nông.
chú thì đang đi làm ruộng nè, và ở đây Nhân thấy là có nuôi bò nữa nè. Những cái cảnh đúng chất thôn quê luôn. Và những người nông dân thì khi mà có một cái óc sáng tạo rồi thì thực sự là rất là khéo tay và làm cái gì cũng đẹp hết. Đó, những cái cây kiểng thì nó trải dài ra đến phía sau nhà, phía sau cái chuồng bò này luôn. Và ở đây cũng có nhiều cái cây kiểng được tạo hình bình hoa. Rồi hả con? Dạ. À, không biết thì với một cái cây kiểng tạo hình như vậy á, thì giá trung bình là khoảng bao nhiêu một cây như vậy hả cô? Một lục bình thì một cặp thì 15 triệu. À. Còn bên tách rài với hai cái ly là 30 triệu. 30 triệu luôn mà hai cái bình với hai cái ly là 30 triệu. Hai cái bình, hai cái ly là một cặp ha? Là một cặp. Dạ, một cặp bình tách là 30. Ừ. Dạ, còn cái một cái salon này là 60. À, tại vì cái salon kỳ công hơn. Kỳ công hơn. Dạ. Nó phải mắc hơn. Rồi mình có nhận mình về nhà mình chăm sóc cho người ta, mình cắt tỉa không, hay là để cho người nhà sẽ tự cắt tỉa hả nhà, cô? Tự chú Dũng tự cắt luôn con. Tức là khi mà mình bán thì cho người ta đó. Không có, mình là giao cho người ta là tự người ta làm. Tự người ta cắt tỉa. Nhưng mà ở chỗ đó mà có mướn người làm thì lại mình làm. Dạ. Cũng như mình giờ như bán là tại đây giờ thành hình đủ hết rồi. Thí dụ như mà có bán mà họ có mướn thì tới. Tới cắt tỉa. Chứ hả mình bị đồ cây mình đủ rồi đó. Dạ. Mình giao là hả có mướn sửa gì thì mướn lại sửa. Dạ. Cũng hay quá. Vậy là giá trung bình thì thấp nhất là một cặp bình hoa là 15 triệu. Cặp bình hoa. Dạ, 15 triệu. Cặp ly tách với cái bình uống trà đó là 30. Còn như bộ này thì có thể lên đến trên 50-60 triệu. Dạ. Dạ. Rồi chắc con xin phép con chia sẻ ít hình ảnh như vậy. Con cũng cảm ơn cô Vân rất là nhiều nha. Dạ. Con chúc cho cô một cái năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và mua mai bán đất. Rồi. Dạ. Con cảm ơn hai chồng con. Phát tài phát lộc nha. Rồi. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe, bắt tay cái. Rồi. Dạ. Rồi thôi tụi con xin phép nha cô. Rồi hai chồng con. Dạ. Cảm ơn tụi con nha. Dạ. Rồi.